Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Hán dịch Sa Môn Thật Xa Na Đà, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Tập 10, Quyển 18, Phẩm Minh Pháp thứ 18. Giảng giải, Minh Pháp là gì? Minh tức là minh bạch, Pháp tức là Phật Pháp. Muốn minh bạch chân lý của Phật Pháp, Minh có đủ thứ minh, Pháp có đủ thứ pháp. Minh bạch một pháp mà chẳng minh bạch nhiều pháp thì chẳng thể gọi là minh, phải minh bạch tất cả pháp thì mới gọi là minh. Phật pháp có 84.000 pháp môn, đều phải thông đạt vô ngại, phải minh bạch bổn thể của pháp cứu kính là gì, tức cũng là vào sâu tạng kinh trí huệ như biển, cho nên gọi là phẩm minh pháp. Phẩm này là phẩm thứ 18 của Kinh Hoa Nghiêm. Nghĩa lý của Kinh Hoa Nghiêm, một phẩm so với một phẩm tinh hơn, một phẩm so với một phẩm thâm áo hơn, một phẩm so với một phẩm thù thắng hơn, thật là diệu không thể tả. Chúng ta nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm thì phải minh bạch đạo lý thật tướng của các pháp, phải thấu hiểu nghĩa lý nhất chân pháp giới. Kinh văn: Bấy giờ Bồ Tát Tinh Tấn Huệ bạch Bồ Tát Pháp Huệ rằng: Phật tử, đại Bồ Tát ban đầu phát tâm cầu nhất thiết trí thành tựu vô lượng công đức như vậy. Lúc đó có vị đại Bồ Tát Tinh Tấn Huệ, ngài sinh tu tinh tấn, chẳng có lúc nào mà không tinh tấn. Do đó, ngày đêm sáu thời sinh tinh tấn, ngày sinh tu giới định huệ, đây là thân tinh tấn, diệt trừ tham sân si, đây là tâm tinh tấn. Vị Đại Bồ Tát này nói với Đại Bồ Tát Pháp Huệ rằng, Phật tử, Đại Bồ Tát trong Bồ Tát, lúc ban đầu phát tâm cầu nhất thiết trí huệ, hành đạo Bồ Tát, tâm đó hay thành tựu vô lượng công đức, như đã nói ở trước. Đủ đại trang nghiêm, thăng lên tất cả trí thừa, nhập vào chánh vị Bồ Tát, dạo bỏ các pháp thế gian, đạt được pháp xuất thế của Phật, quá khứ vị tha hiện tại chư Phật niết thọ, quyết định đạt đến nơi cứu kính vô thượng Bồ Đề. Ngài đầy đủ trang nghiêm rộng lớn, thăng đến tất cả thừa môn trí huệ, nhập vào quả vị chân chánh Bồ Tát, dạo bỏ pháp hữu vi thế gian, chẳng tham danh thế gian, cũng chẳng chấp trước lợi thế gian, tức là tài sắc danh thực thủy, sự vui năm dục này đều chẳng tham cầu. Giác thành hương vị xúc, năm trần cảnh này đều xả lìa được, lại đắc được pháp xuất thế của Phật, tức cũng là pháp môn 37 phẩm trợ đạo. Gì là 37 phẩm trợ đạo? 1. Bốn niệm xứ: quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. 2. Bốn chánh cần: chưa sinh thiện thì khiến cho sinh, đã sinh thiện thì khiến cho tăng trưởng, chưa sinh ác thì đừng sinh, đã sinh ác thì khiến cho dứt trừ. 3. Bốn như ý túc: dục niệm tấn huệ. 4. Năm căn: tin tấn niệm định huệ. 5. Năm lực: năm căn sinh ra năm lực. 6. Bảy giác phần: chọn pháp tinh tấn, hỷ trừ xả định niệm. 7. Tám chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 7 hạng này hợp lại là 37 phẩm trợ đạo. Còn có pháp bốn đế của hàng thanh văn tu, tức là khổ tập diệt đạo. 12 nhân duyên của hàng duyên giác tu, tức là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thù, hữu, sanh, lão tử. Pháp đục độ của Bồ Tát tu hành, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Đây tức là pháp hữu vi. Quá khứ, vị lai, hiện tại, ba đời, tất cả chư Phật đều dùng trí huệ quang minh để nhiếp thọ Đại Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, quyết định sẽ đạt được quả vị cứu kính vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các Bồ Tát đó ở trong Phật giáo tu tập như thế nào, khiến cho các Như Lai đều sinh hoan hỷ, nhập vào nơi trụ xứ của các Bồ Tát, tất cả đại hạnh đều được thanh tịnh, hết thảy đại nguyện đều khiến cho đầy đủ đắc được đạo rộng lớn của các Bồ Tát. Tuy chúng sinh đáng giáo hóa được, thường vì họ nói pháp luôn luôn chẳng bỏ hạnh ba la mật, sở niệm chúng sinh đều khiến cho được độ, tiếp nối giống tam bảo khiến cho chẳng đoạn tuyệt, căn lành phương tiện thầy đều chẳng hư. Bồ Tát Tinh Tấn Huệ lại hỏi Bồ Tát Pháp Huệ 10 vấn đề. Đại Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, ở trong sự giáo hóa của Phật, làm thế nào để tu tập, làm thế nào khiến cho 10 phương chư Phật đều sinh đại hoan hỷ? 2. Làm thế nào nhập vào được địa vị của Bồ Tát trụ? 3. Làm thế nào tu tất cả đại hạnh môn đều được thanh tịnh? 4. Làm thế nào khiến cho đại nguyện phát ra đều được đầy đủ? 5. Làm thế nào đắc được tạng công đức rộng lớn của Bồ Tát thành tựu? 6. Làm thế nào
để tùy thuận chúng sinh đáng được giáo hóa để vì họ nói pháp. Do đó, vì người thí giáo theo bệnh cho thuốc. 7. Làm thế nào luôn luôn tu hành hạnh ba la mật? 8. Làm thế nào khiến cho sở niệm tất cả chúng sinh đều được độ thoát? 9. Làm thế nào tiếp nối hạt giống tam bảo liên tục chẳng đoạn tuyệt? 10. Làm thế nào khiến cho chúng sinh đắc được căn lành và pháp môn phương tiện để hòa với chỗ tốt mà chẳng hư? Phật tử, các Bồ Tát đó dùng phương tiện gì mà khiến cho pháp này sẽ được viên mãn? Xin thương xót vì tôi mà nói. Đại chúng trong hội này thầy đều muốn nghe. Bồ Tát Tinh Tấn Huệ lại gọi một tiếng Phật tử. Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, dùng pháp môn phương tiện gì để tu hành, hay khiến cho đủ thứ pháp lập tức đắc được viên mãn thành tựu? Hy vọng Ngài Bồ Tát Pháp Huệ từ bi thương xót, vì tôi Bồ Tát Tinh Tấn Huệ sẽ nói làm thế nào mà tu hành. Chẳng những tôi muốn nghe pháp, mà hết thầy đại chúng trong pháp hội Hoa Nghiêm đều hoan hỷ lắng nghe diệu pháp của Ngài nói. Chẳng có vị nào mà không muốn nghe, đều đang rửa tai lắng nghe. Lại nữa, như các đại Bồ Tát thường sinh đang tu tập thì diệt trừ tất cả vô minh đen tối, hàng phục ma oán chế ngự các ngoại đạo, vĩnh viễn quét sạch tất cả phiền não tâm dơ bẩn, tất sẽ thành tựu tất cả các lành, vĩnh viễn thoát khỏi tất cả đường ác các nạn, tịnh trị tất cả cảnh giới đại trí, thành tựu tất cả các bậc của Bồ Tát, các ba la mật, tổng trí tam muội, sáu thông, ba minh, bốn vô sở úy, công đức thành tịnh. Và kế tiếp, giống như Đại Bồ Tát trong Bồ Tát Phát Tâm Bồ Đề, các ngài luôn luôn siêng năng tu tập, hay diệt trừ tất cả vô minh đen tối đắc được trí huệ quang minh, hay hàng phục tất cả thiên ma chướng đạo và oan gia kiểu hận, hay chế ngự tất cả tà luận ngoại đạo, hay vĩnh viễn rửa sạch phiền não dơ bẩn trong tâm, hay thành tựu tất cả căn lành, hay vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác và các tai nạn, hay thành tịnh tu trị tất cả đại trí huệ khiến cho hiện tiền, hay thành tựu 10 bậc của Bồ Tát, tức là bậc hoan hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm huệ, bậc năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện huệ, bậc pháp vân, hay thành tựu 10 pháp môn ba la mật, tức cũng là đến bậc kia, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, phương tiện, nguyện lực trí, hay thành tựu tổng trì đà la ni, tức là tổng tất cả pháp chỉ vô lượng nghĩa, hay thành tựu tam muội, tức là chánh định chánh thọ, hay thành tựu sáu thần thông, hay thành tựu ba minh, tức là thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh, hay thành tựu bốn vô úy, trì cần vô sở úy, đáp nạn vô sở úy. Đây là bốn vô sở úy của Bồ Tát, chứ chẳng phải bốn vô sở úy của Phật. Bồ Tát hay thành tựu bảy thứ công đức thanh tịnh này, trang nghiêm tất cả cõi nước chư Phật và các tướng tốt, thần lời nói tâm hành thành tựu đầy đủ, kéo biết sức vô sở úy của tất cả chư Phật Như Lai, Phật Pháp bất cộng, nhất thiết trí sở hành cảnh giới, vì muốn thành tựu tất cả chúng sinh, tùy theo tâm ưa thích của chúng sinh mà thành tựu cõi Phật, tùy căn tùy thời, như Pháp đáng nói đủ thứ vô lượng Phật sự rộng lớn. Bồ Tát hay trang nghiêm tất cả cõi nước chư Phật, lại hay trang nghiêm 32 tướng và 80 vẻ đẹp, lại hay khiến cho thân, lời nói, ý, ba nghiệp đều thanh tịnh, thành tựu tất cả đạo Bồ Đề, lại hay khéo biết 10 lực của tất cả chư Phật, lại hay khéo biết 4 vô sở úy của tất cả chư Phật, tức là 1. Nhất thiết trí vô sở úy, 2. Lậu tận vô sở úy, 3. Nói chướng đạo vô sở úy, 4. Nói tận khổ đạo vô sở úy, lại hay khéo biết 18 pháp bất cộng của tất cả chư Phật, tức là 1. Thân không lỗi, 2. Miệng không lỗi, 3. Niệm không lỗi, 4. Chẳng nghĩ khác, 5. Tâm định, 6. Biết mình xả, 7. Dục chẳng diệt, 8. Tinh tấn chẳng diệt, 9. Niệm chẳng diệt, 10. Huệ chẳng diệt, 11. Giải thoát chẳng diệt, 12. Giải thoát tri kiến chẳng diệt, 13. Tất cả thân nghiệp theo trí huệ hành, 14. Tất cả khẩu nghiệp theo trí huệ hành, 15. Tất cả ý nghiệp theo trí huệ hành, 16. Trí huệ biết đời quá khứ, vô ngại, 17. Trí huệ biết đời vị lai vô ngại, 18. Trí huệ biết đời hiện tại vô ngại, nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí đủ thứ cảnh giới trí huệ tu hành. Bồ Tát vì muốn thành tựu nguyện của tất cả chúng sinh, cho nên tùy thuận sự hoan hỷ trong tâm chúng sinh mà thành tựu cõi Phật của mình, tùy theo căn tánh của tất cả chúng sinh, thuận theo thời cơ của tất cả chúng sinh để nói pháp đáng nói, tức cũng là đáng dùng pháp nào độ được thì nói pháp đó để độ, dùng đủ thứ vô lượng vô biên Phật sự rộng lớn để giáo hóa chúng sinh, để thành tựu chúng sinh.
và vô lượng các pháp công đức khác, các hạnh, các đạo và các cảnh giới hết thảy đều viên mãn, sớm bình đẳng với công đức của Như Lai. Bồ Tát tu vô lượng tất cả pháp công đức, tu tất cả hạnh môn, tu tất cả đạo, tu tất cả cảnh giới. Những vấn đề đó đều đầy đủ viên mãn, sớm sẽ bình đẳng với công đức của Phật, chẳng có gì khác biệt. Nơi các Như Lai ứng chánh đẳng giác trong trăm ngàn A Tăng kỳ kiếp tu hạnh Bồ Tát, thì tập tụ pháp tạng thầy đều thủ hộ, khai thị diễn nói, các mà ngoại đạo không thể trở ngại phá hoại được, nhiếp trì chánh pháp chẳng cùng tận. Nơi tất cả thế giới diễn nói pháp, thì Thiên Vương, Long Vương, Dạ Xoa Vương, Càn Tháp Bà Vương, Atula Vương, Khẩn Na La Vương, Cà Lô La Vương, Ma Hầu La Già Vương, Nhân Vương, Phạm Thiên Vương, Như Lai Pháp Vương thầy đều thủ hộ. Nơi mười phương chư Phật ứng thành chánh đẳng chánh giác, trải qua trăm ngàn A Tăng kỳ kiếp thời gian để tu hạnh Bồ Tát, lợi ích tất cả chúng sinh, tu tập tất cả pháp tạng công đức, hoàn toàn có thể thủ hộ mà chẳng phá hoại, hay khai thị diễn nói tất cả Phật pháp, tất cả thiên ma ngoại đạo chẳng cách chi trở ngại phá hoại được. Mà có nhiều thứ mà lợi hại nhất là tâm ma, nó hay khiến cho bạn chẳng tu hành. Bạn muốn tu hành thì nó lại nhiễu loạn, khiến cho bạn sinh vọng tưởng. Nó hay nói với bạn như vậy: đừng tu hành là một việc khổ sở. Bạn phải ăn nhiều một chút, phải mặc nhiều một chút, phải ngủ nhiều một chút, nuôi dưỡng thân thể cho tốt, đó mới là đúng, đừng quá ngu si. Tâm ma của mình thường hay phá hoại tâm tu đạo của mình. Ngoại đạo là gì? Tức là người tu hành, tâm cầu pháp bên ngoài, chẳng minh bạch tất cả pháp không lìa tự tâm, tâm chạy tìm pháp bên ngoài. Ngoại đạo có 3.000 bảng môn, 96 thứ ngoại đạo. Đương thời ở Ấn Độ có 6 đại luận sư, chủ trương lý luận, đều bác vô nhân quả. Mỗi người có 15 đệ tử, thành là 90. Ngoài ra còn lục sư, cộng thành 96, cho nên có 96 thứ ngoại đạo. Bồ Tát tu hành chánh pháp, nhiếp trì chánh pháp, bảo hộ chánh pháp, thiền mà ngoại đạo chẳng cách chi cản trở chướng ngại. Bồ Tát làm những sự việc đó chẳng cuồng tận. Khi ở tất cả thế giới diễn nói diệu pháp thì sẽ có trời rồng tám bộ và 10 vua đến bảo hộ. 10 vua tức là thiên vương, có 4 thiên vương: phương Đông Trị Quốc Thiên Vương, phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương, phương Tây Quảng Mục Thiên Vương, phương Bắc Đa Văn Thiên Vương. Long Vương có 8 Long Vương: Nan Đà Long Vương, Bạt Nan Đà Long Vương, Ca Lô La Long Vương, Tù Cát Long Vương, Đức Xoa Tôn Long Vương, A Na Bà Đạt Đa Long Vương, Ma Na Tư Long Vương, Yêu Bát La Long Vương, Dạ Xoa Vương tức là Tiệp Tật Quỷ Vương, Càn Tháp Bà Vương tức là Hương Thần Vương, A Tu La Vương tức là Vua Vô Đan Chánh, Ca Lô La Vương tức là Kim Xí Điều Vương, Khẩn Na La Vương tức là Vua Thần Nhạc, Nhân Vương tức là Hoàng Đế, Chúa của Nhân Gian, Phạm Thiên Vương tức là Đại Phạm Thiên, Vua ở Trên Trời, Như Lai Pháp Vương tức là Phật. 10 vị vua này đều đến thủ hộ Bồ Tát phát tâm Bồ Đề. Tất cả thế gian đều cung kính cúng dường, đều quán đảnh tưởng được chư Phật hộ niệm. Tất cả Bồ Tát cũng đều ái kính, được sức căn lành, tăng trưởng bạch pháp, khai diễn pháp tạng thâm sâu của Như Lai, nhiếp trì chánh pháp để tự trang nghiêm. Tất cả Bồ Tát tu hành thứ lớp, nguyện đều diễn nói. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề nên được tất cả chúng sinh thế gian cung kính cúng dường. 10 phương ba đời tất cả chư Phật đến quán đảnh để hộ niệm, tất cả Bồ Tát cũng đều ái hộ kính ngưỡng. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề đắc được đủ thứ sức lực căn lành, tăng trưởng pháp thanh tịnh, tức cũng là chẳng có vô minh. Có đại trí huệ rồi thì sẽ khai triển dễ nói các tạng pháp thâm sâu của Phật nói, nhiếp trì chánh pháp để trang nghiêm 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của mình. Tất cả Bồ Tát tu hành hạnh môn thứ lớp đều nguyện diễn nói. Bấy giờ Bồ Tát tinh tấn huệ muốn tuyển lại nghĩa trên, bèn nói kệ rằng: lúc đó vị Bồ Tát tinh tấn huệ muốn dùng kệ để diễn nói lại đạo lý trường hàng ở trên, khiến cho đại chúng trong pháp hội Hoa Nghiêm nhận thức sâu xa về nghĩa lý này. Bồ Tát đều có tâm hoàn toàn từ bi, cho nên Bồ Tát là thánh nhân, lợi mình lợi người, giác mình giác người, độ mình độ người. Bậc đại danh xưng khéo diễn nói, pháp công đức Bồ Tát tu thành, vào sâu vô biên hạnh rộng lớn, đầy đủ thanh tịnh trí vô sư. Bậc đại danh xưng khéo diễn nói diệu nghĩa của các pháp, Bồ Tát tu thành đủ thứ pháp công đức, hay vào sâu vô lượng vô biên hạnh môn rộng lớn, đầy đủ trí huệ thanh tịnh, do đó trí huệ không thể mà tự thông, tức cũng là sinh ra đã biết, chẳng cần thiện tri thức đến chỉ dạy, tự nhiên minh bạch.
Nếu có Bồ Tát sơ phát tâm thành tựu bậc phước đức trí huệ, vào vị địa sinh vượt thế gian, khắp được chánh đẳng pháp Bồ Đề. Nếu như có Bồ Tát lúc ban đầu phát tâm thành tựu phước đức và trí huệ không thể nghĩ bàn, đã chứng nhập địa vị thoát khỏi sinh tử, đã vượt khỏi hết thảy công đức của người thế gian, khắp đắc được pháp Bồ Đề chánh đẳng chánh giác, vị đó thế nào trong Phật giáo kiên cố sinh tu càng tăng thắng, khiến các Như Lai đều hoan hỷ, sớm sẽ nhập vào nơi Phật trụ. Vị Bồ Tát ban đầu phát tâm đó, ngài ở trong Phật giáo như thế nào, tâm Bồ Đề của ngài càng ngày càng kiên cố, sinh tu tất cả hạnh môn mà đắc được thần thông thủ thắng, hay khiến cho mười phương chư Phật đều đại hoan hỷ, đến khen ngợi đến thủ hộ. Nơi Phật trụ Bồ Tát ban đầu phát tâm sớm sẽ nhập vào quả vị Phật. Tu hành thanh tịnh, nguyện đều mãn và được tạm trí huệ rộng lớn, thường hay nói pháp độ chúng sinh mà tâm chẳng nương chẳng chỗ chấp. Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, tu hành thanh tịnh nguyện sớm sẽ viên mãn, lại đắc được tạm trí huệ rộng lớn, thường hay nói pháp để giáo hóa chúng sinh mà chẳng chấp trước độ thoát chúng sinh. Vì tâm lìa tất cả chấp trước cho nên chẳng chỗ nương tựa. Bồ Tát tất cả ba la mật đều khéo tu hành chẳng khuyết giảm, sở niệm chúng sinh đều cứu độ, luôn giữ giống Phật khiến chẳng dứt. Bồ Tát tu hành tất cả ba la mật, trước hết từ một pháp môn ba la mật mà bắt đầu tu hành. Nếu một pháp môn ba la mật tu hành thành tựu, thì tất cả pháp môn ba la mật đều sẽ thành tựu. Tại sao? Vì tu một thì tu tất cả, thành tựu một thì thành tựu tất cả. Bồ Tát tu hành pháp ba la mật chỉ có tăng thêm chứ chẳng có khuyết giảm. Phàm là có sự nghĩ nhớ của chúng sinh thì đều cứu thoát biển khổ, độ đến bờ kia. Do đó, nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật thì chẳng thủ nê hoàn. Trách nhiệm của Bồ Tát là tiếp nối dòng giống Phật, dòng giống Pháp, dòng giống Tăng, khiến cho tam bảo thường trụ ở đời, chẳng khiến cho tam bảo đoạn tuyệt. Đây cũng là nhiệm vụ của người xuất gia, tức cũng là nghĩa vụ của người tại gia. Tóm lại, phàm là Phật giáo đồ đều có trách nhiệm này, nối tiếp tam bảo dòng giống Phật. Sở tác kiên cố chẳng tổn hại, tất cả công thành được thoát khỏi, như các bậc thắng sở tu hành, đạo thanh tịnh đó nguyện tuyên nói. Hiện tại chùa Kim Sơn Lại Đà Thiền Thất, tháng 1 năm 1976, phàm là người tham gia thiền thất, tức là Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, các bạn mọi người đang ngồi ở thiền đường, tức là tu ba la mật. Nếu chẳng trộm cắp giết hại dâm dục, tức là thân thanh tịnh, không nói chuyện là miệng thanh tịnh, chẳng khởi vọng tưởng tức là ý thanh tịnh, thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh, tức là tu pháp ba la mật. Đây là pháp môn căn bản của Bồ Tát ban đầu phát tâm. Hiện tại nói với đại chúng pháp môn tối trọng yếu đó là phải tu thiền ba la mật. Tại sao chúng ta xuất gia tu đạo? Tức là vì cầu trí huệ dứt sinh tử. Trí huệ là từ trong thiền định mà đắc được, có trí huệ rồi thì sẽ dứt sinh tử. Tu như thế nào? Mọi người hãy chú ý nghe, tư thế ngồi thiền phải hợp với tiêu chuẩn, bằng không thì sẽ chẳng có sự thành tựu. Khi ngồi thiền thì thân phải ngay thẳng, không thể ngả về trước, không thể ưỡn về sau, không thể nghiêng bên trái bên phải, càng không thể nhập định ngủ. Nếu ngồi ngay ngắn thì thân chẳng phạm giết hại trộm cắp dâm dục ba điều ác, miệng chẳng phạm nói dối thêu dệt hai lưỡi chửi mắng bốn điều ác, ý không phạm tham sân si ba điều ác. Ba nghiệp này thanh tịnh rồi thì sẽ xả bỏ tâm phan duyên, đây là bố thí, hay giữ quy củ của thiền đường, đây là trì giới, hay nhẫn thọ sự khổ chân đau lưng ê, đây là nhẫn nhục. Có trước có sau chẳng sinh tâm thối chuyển, tinh tấn giải đãi, đây là tinh tấn. Ngồi yên tâm chẳng động, một niệm không sinh, tức là thiền định. Công phu đến lúc hòa lò thuần thành thì trí huệ sẽ tự nhiên hiện tiền. Sáu ba la mật này có sự quan hệ với nhau. Các vị phải chú ý, tham thiền đà tọa phải chân thật, đừng có cầu thả, không thể tùy tiện, phải cước đạp thật địa, đừng nghĩ muốn tìm đường tắt, cảm thấy pháp môn này tốt thì tu pháp môn này. Kỳ thật, chẳng có pháp môn nào là đường tắt, cũng chẳng có pháp môn nào chẳng phải đường tắt, đều là bình đẳng. Chỉ cần chân thật mà tu tức là đường tắt, không chân thật tu thì chẳng phải đường tắt. Do đó, trồng cho một phần thì thu hoạch một phần. Tu hành không thể tham đồ phương tiện, không thể xí đồ cầu may. Tu hành tức nói về công phu chân thật, nghĩa là dùng một phần công thì sẽ có một phần quả thật, dùng 10 phần công thì sẽ có 10 phần quả thật. Đây là định luật thiên cổ bất biến.
Bất cứ tu pháp môn gì, càng khổ thì càng tốt, càng cực nhọc càng tốt, càng phí sức càng tốt. Từ xưa tới nay, cảnh giới khai ngộ đều từ trong sự khổ mà đắc được. Bổn phận của tôi thì nên tu hành như vậy, ngồi thiền cho đến thành hay chẳng thành đạo đừng màng nó, nên có tư tưởng như thế. Có người nói, tôi một ngày niệm 108 biến chú Đại Bi, lại tụng một bộ kinh Pháp Hoa, đó có thể tu hành chăng? Đó thì chẳng cho là tu hành. Hãy nhìn quá khứ, chư Phật Bồ Tát, các ngài vì tu hành mà xả thân mạng, vì cầu Phật đạo, phần thân nát cốt mà chẳng tiếc, phải có tinh thần hy sinh như thế mới là đệ tử Phật chân chính, mới có thể đắc được định chân chính kiên cố. Phải trồng nhân kiên cố thì mới có thể kết quả kiên cố. Có quả kiên cố rồi thì sẽ thoát khỏi ba cõi dứt sinh tử. Muốn thoát khỏi cõi dục chăng? Vậy trước hết phải đoạn dục, tức là đoạn tài sắc danh thực thủy năm dục, hoặc đoạn sắc thành hương vị xúc năm cảnh. Đoạn được thì sẽ thành tịnh, chẳng đoạn được thì ô nhiễm. Thanh tịnh thì thoát khỏi cõi dục, ô nhiễm thì sẽ đoạn sáu nẻo. Dục đoạn thì thoát khỏi cõi dục, đoạn sắc thì thoát khỏi cõi sắc. Như nếu chẳng chấp tướng, do đó quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, hoặc là thấy việc tỉnh việc, thoát khỏi thế gian, thấy việc mê việc, đoạn trầm luân. Hoặc là mắt thấy hình sắc trong chẳng biết, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay. Hoặc là bên trong chẳng có tâm, bên ngoài chẳng có hình, xa xa chẳng có vật. Nếu đến được những cảnh giới này thì sẽ vượt khỏi cõi sắc, đến được chẳng có cảnh giới, chẳng những chẳng có hình sắc, mà cho đến tâm thức cũng chẳng còn. Lúc đó liền thoát khỏi ba cõi. Bồ Tát tu hành làm các công đức rất kiên cố, không thể phá hoại được, cho nên nói sở tác kiên cố chẳng tổn hại, tức cũng là sở hành sở tác nhất định sẽ thành tựu, không thể lãng phí công phu. Giống như tất cả Bồ Tát tu hành thủ thắng lục độ vạn hạnh, chứng được công đức chẳng cách chi hình dung được. Bồ Tát tu hành đạo thanh tịnh chẳng có dục niệm, nguyện vì chúng sinh để tuyên nói, khiến cho chúng sinh cũng tu đạo thanh tịnh. Tóm lại, tức là đoạn dục cử ái, nhìn thủng thân thể, buông bỏ chấp trước. Bằng không thì chấp cái này, chấp cái kia, chẳng phải là đạo thanh tịnh, mà là đạo ô nhiễm. Đạo thanh tịnh tức là bốn la diện mục, tức cũng là cảnh giới như như chẳng động, rõ ràng, sáng suốt. Vĩnh phá tất cả vô minh tối, hàng phục chúng ma và ngoại đạo, hết thảy cấu quấy đều tẩy sạch, được gần Như Lai đại trí huệ. Mỗi người đều có đủ thứ vô minh, vì có đủ thứ vô minh cho nên có đủ thứ phiền não, có đủ thứ phiền não thì sẽ sinh ra đủ thứ khổ. Đây là đạo lý tự nhiên. Vô minh tức là gặp cảnh giới xảy đến thì nhận thức chẳng rõ ràng, bất luận là cảnh thuận hay cảnh nghịch đều bị cảnh giới chuyển biến hoặc là dao động. Một khi dao động thì sinh ra phiền não, có phiền não thì sẽ có thống khổ. Thanh tịnh đạo là vĩnh viễn phá tan vô minh đen tối, phá tan tất cả vô minh phiền não thì sẽ sinh ra trí huệ. Có trí huệ thì sẽ phóng quang minh, quang minh này hàng phục được các ma, mà có bốn thứ, tức là ma ngũ ấm, ma phiền não, thiên ma và tử ma. Lại có thể nói thiên ma, địa ma, thần ma, quỷ ma, nhân ma, ma người, tâm ma, bệnh ma, vân vân. Tóm lại đều gọi là yêu ma. Tất cả ma hàng phục được rồi thì biến thành thiện thần hộ pháp, ví như thiền lòng bát bộ, tức là trước thì là ma, sau là thần hộ pháp. Trí huệ quang thành tịnh lại hay hàng phục tất cả ngoại đạo. Ngoại đạo không nhất định muốn đủ pháp ngoại đạo, mà là tìm chẳng được chánh đạo, cho nên mới nhận pháp ngoại đạo là đúng. Giống như tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, ban đầu làm đệ tử của ngoại đạo, về sau nhân duyên thành thục mới quy y với Đức Phật, trở thành trí huệ đệ nhất và thần thông đệ nhất. Cho nên dùng chánh pháp để giáo hóa ngoại đạo, khiến cho họ cải tà quy chánh, bỏ tối về sáng, phải tẩy sạch tư tưởng dơ bẩn cấu uế, thành tịnh không nhiễm thì trí huệ hiện tiền sẽ gần với trí huệ của Phật, tức cũng là đại quang minh tạng, nghĩa là đại viên cảnh trí. Vĩnh lìa đường ác các hiểm nạn, tịnh trị đại trí cảnh thù thắng, được sức diệu đạo gần Như Lai, tất cả công đức đều thành tịnh. Vĩnh viễn lìa khỏi Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, bốn đường ác. Trong bốn đường ác này có rất nhiều hiểm nạn. Nếu đọa lạc vào địa ngục thì vạn kiếp khó được sanh trở lại. Nếu đọa vào trong ngạ quỷ thì luôn bị lửa đói thiêu đốt. Nếu đọa lạc vào trong súc sinh thì bị vô minh che đậy thường ngu si.
Nếu đọa lạc vào trong Atula thì ưa thích đấu tranh. Tu hành tức là muốn lìa khỏi tất cả hiểm nạn, song phải dùng phương pháp đối trị. Phương pháp gì? Tức là dùng giới định huệ ba học vô lậu để đối trị tham sân si mạn nghi năm độc. Tiêu diệt năm độc rồi thì sẽ đắc được đại trí huệ. Có đại trí huệ thì đắc được tất cả cảnh giới thần thông thù thắng, đắc được sức thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn, thì sẽ ở gần với chư Phật. Công đức tu hành đều có sự thành tựu. Chứng được trí Như Lai tối thắng, trụ nơi vô lượng các cõi nước, tùy tâm chúng sinh mà nói pháp và làm các Phật sự rộng lớn. Bồ Tát chứng được trí huệ tối thù thắng của Phật, trụ ở trong vô lượng vô biên các cõi nước chư Phật, tám tướng thành đạo, trăm kiếp làm Phật để giáo hóa chúng sinh, tùy thuận tâm niệm của chúng sinh để vì họ nói pháp, khiến cho chúng sinh bỏ mê vẻ giác, đều khổ được vui, mà làm tất cả Phật sự rộng lớn. Thế nào mà được các diệu đạo, khai diễn chánh pháp tạng Như Lai, thường hay thọ trì các Phật pháp, không ai hơn được, không gì bằng. Làm thế nào mới có thể đắc được tất cả đạo quả không thể nghĩ bàn, thì phải luôn luôn giảng kinh thuyết pháp, khai diễn chánh pháp tạng của Phật, mà đắc được tất cả các diệu đạo. Nếu thường y chiếu pháp của Phật nói mà tu hành, thì sẽ đắc được tất cả các diệu đạo. Như vậy thì chẳng có gì hơn được Phật pháp. Thế nào không sợ như sư tử, sở hành thanh tịnh như trăng rằm? Thế nào tu tập công đức Phật giống như hoa sen chẳng dính nước? Làm thế nào tu được cảnh giới bốn vô sở úy giống như sư tử hống, trăm thú nghe đều kinh hãi? Sở hành phải thanh tịnh, trì giới phải thanh tịnh giống như trăng ngày rằm vừa tròn vừa sáng. Làm thế nào tu tập công đức của chư Phật giống như hoa sen tuy sinh ra ở trong bùn, nhưng thanh tịnh chẳng nhiễm, chẳng dính bùn, cũng chẳng dính nước, chẳng nhiễm một bụi trần, vạn niệm đều không. Đạt được cảnh giới này thì chứng được công đức của chư Phật. Bấy giờ Bồ Tát Pháp Huệ nói với Bồ Tát Tinh Tấn Huệ rằng: Lành thay Phật tử, nay ngài vì muốn nhiều lợi ích, nhiều an lạc, nhiều huệ lợi, thường xót thế gian chư thiên và loài người, mà hỏi hạnh tu hành thanh tịnh của Bồ Tát như vậy. Bồ Tát Tinh Tấn Huệ nói xong các pháp bằng kệ xong rồi, thì Bồ Tát Pháp Huệ lại nói với Bồ Tát Tinh Tấn Huệ rằng: lành thay Phật tử, hiện tại ngài hỏi công đức ban đầu phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì mình mà hỏi, mà là vì chúng sinh mà hỏi. Ngài muốn cho pháp giới hết thảy chúng sinh đều đắc được lợi ích, lại đắc được an lạc vĩnh viễn, lại đắc được huệ lợi. Ngài có tâm từ bi, thương xót thế gian chư thiên và loài người, đại biểu họ để hỏi pháp môn thanh tịnh của Bồ Tát tu, khiến cho chúng sinh trở về nguồn cội, khôi phục lại bản nhiên thanh tịnh. Phật tử, ngài trụ thật pháp, phát đại tinh tấn, tăng trưởng chẳng thối lùi, đã được giải thoát, có thể hỏi như thế sẽ đồng với Như Lai. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật: ngài đã trụ ở trong pháp thời tướng, phát tâm tinh tấn, thần cũng tinh tấn, tâm cũng tinh tấn, ngày cũng tinh tấn, đêm cũng tinh tấn. Ngài đã đắc được vị không thối, niệm không thối, hạnh không thối. Ngài đã chứng được giải thoát chân chánh, đã đắc được cảnh giới vô cầu vô thúc, vô quái vô ngại. Ngài hỏi những pháp này thì chẳng bao lâu tương lai sẽ đồng với cảnh giới của Phật. Hãy lắng nghe, khéo suy ngẫm. Này tôi nương sức oai thần của Đức Phật vì ngài mà nói ít phần trong vấn đề đó. Bồ Tát Pháp Huệ lại nói: xin ngài hãy lắng nghe, hãy chú ý nghe, xin ngài nhớ cho, suy ngẫm cho. Hiện tại tôi nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật vì ông mà nói pháp này, bất quá chỉ có thể nói ít phần trong vô lượng vô biên mà thôi. Phật tử, đại Bồ Tát đã phát tâm nhất thiết trí, thế nên lìa ngu si đen tối, tinh tấn giữ gìn đừng có phóng dật. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật: đại Bồ Tát, trong Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề nhất thiết trí huệ, nên xả lìa tất cả sự ngu si đen tối vô mình. Làm thế nào để lìa khỏi ngu si đen tối? Thì phải tu pháp môn thiền định ba la mật, có trí huệ quang minh rồi thì sẽ phá tan vô minh. Còn phải tu pháp môn tinh tấn ba la mật, ở nơi vi tế nhất cũng phải cẩn thận coi chừng, siêng năng giữ gìn giới luật, đừng có phóng dật. Phóng dật tức là chẳng giữ quy củ, nghĩa là phá hoại đạo tràng. Người xuất gia chẳng giữ giới luật của người xuất gia, người tại gia chẳng giữ giới luật của người tại gia, thì thành thể thống gì? Là mất đi địa vị vốn có. Tất nhiên quy y Tam Bảo thì phải cung kính Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, không được phỉ báng Tam Bảo, không được phá hoại Tam Bảo. Ở trong đạo tràng phải giữ quy củ, không được làm cho kẻ khác sinh phiền não.
nghĩa là cử chỉ, hành động, lời nói, việc làm đều phải hợp với giới luật, không được phóng dật. Phật tử, Đại Bồ Tát trụ ở 10 pháp gọi là không phóng dật. Những gì là 10? Một là giữ gìn các giới luật, hai là xa lìa ngu si, thanh tịnh tâm Bồ Đề, ba là tâm ương ngay thẳng, lìa các xiểm định, bốn là sinh tu căn lành, chẳng có thối chuyển, năm là luôn khéo suy ngẫm tâm của mình đã phát, sáu là không ưa gần gũi tại gia xuất gia tất cả phàm phu, bảy là tu các nghiệp lành mà chẳng muốn cầu quả báo thế gian, tám là vĩnh viễn lìa hàng nhị thừa hành Bồ Tát đạo, chín là thích tu các việc lành khiến chẳng dứt trừ, mười là luôn khéo quan sát sức liên tục của mình. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát trong Bồ Tát, nên thường tu tập 10 pháp này, tức là dần dần chú ý 10 pháp này, luôn luôn đừng quên nó. Đây nghĩa là trụ nơi 10 pháp thì gọi là không phóng dật. Những gì là 10 pháp? Một, giữ gìn các giới luật. Giới của Phật nói ra đều phải giữ gìn cẩn thận, giữ gìn thanh tịnh, không được tơ hào vi phạm, không được tùy ý phóng túng, cũng giống như giữ gìn con mắt của mình. Hai, xa lìa ngu si, thanh tịnh tâm Bồ Đề. Nếu có vô minh phiền não, tức là ngu si, do đó phải vĩnh viễn lìa khỏi ngu si thì sẽ có trí huệ, lại phải thanh tịnh tâm Bồ Đề, trên cầu vô thượng đạo của chư Phật, giới độ chúng sinh thoát biển khổ. Ba, tâm ưa ngay thẳng, lìa các xiểm định. Tâm của Bồ Tát là ngay thẳng, do đó tâm thẳng là đạo tràng, tâm của chúng sinh thì quanh co. Thấy người có tiền, có thế lực bèn tỏ ra cung kính, nói những lời lẽ xiềm nịnh trái với lương tâm. Còn có một hạng người chuyên nói lời lẽ dối trá gạt người, bất cứ đối với ai cũng chẳng nói lời chân thật. Hành vi như thế là hành vi ngu si nhất, nhưng Bồ Tát thì xa lìa tất cả xiềm nịnh dối trá. 4. Sinh tu căn lành, chẳng có thối chuyển. Căn lành phải sinh tu thì mới tăng trưởng, bằng không thì sẽ khô héo. Phát tâm Bồ Đề tức là tăng trưởng căn lành, giống như dùng nước tưới lên khiến cho tươi mát phát triển. Phát tâm Bồ Đề chỉ có tinh tấn mà chẳng thối chuyển, dù có chết cũng không thối chuyển, phải có ý chí kiên nhẫn bất khuất như thế. 5. Luôn khéo suy ngẫm tâm của mình đã phát, phải luôn luôn suy ngẫm tâm Bồ Đề mà mình đã phát, tinh tấn hay là thối chuyển, phải kiểm tra lại, nếu tinh tấn thì thôi, còn nếu thối chuyển thì phải sửa đổi, phản tỉnh một phen tại sao mình phải tạo nghiệp, tại sao phải phóng dật, tại sao muốn phá hoại đạo tràng. Những vấn đề này là trái ngược với tâm Bồ Đề của mình đã phát lúc ban đầu. 6. Không ưa thích gần gũi tại gia xuất gia tất cả phàm phu. Bồ Tát đã là bậc thánh nhân, cho nên chẳng ưa gần gũi kẻ phàm phu tại gia hoặc xuất gia. Phàm phu là gì? Tức là người bình thường, người chẳng có trí huệ, chẳng phải là người phi phàm xuất chúng. Phàm là người có phiền não, người tư tưởng chẳng thanh tịnh, đều là phàm phu. 7. Tu các nghiệp lành mà chẳng muốn cầu quả báo thế gian. Bồ Tát muốn làm đủ thứ nghiệp lành nhưng chẳng cầu quả báo trời người, nghĩa là chẳng muốn làm người giàu sang phú quý, cũng chẳng hy vọng làm chư thiên hưởng phước. 8. Vĩnh viễn lìa hàng nhị thừa hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát có tâm từ bi, làm gì cũng đều vì lợi ích chúng sinh, cho nên vĩnh viễn lìa khỏi pháp nhị thừa, truyền tu pháp lục độ vạn hạnh, lấy hạnh Bồ Tát làm tông chỉ, đó là tinh thần của Bồ Tát. 9. Ưa thích tu các việc lành khiến chẳng dứt trừ. Bồ Tát thường làm việc lành là vì lợi ích chúng sinh, chẳng nghĩ riêng mình, tư tưởng này vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt. 10. Luôn khéo quan sát sức liên tục của mình. Bồ Tát luôn luôn hồi quang phản chiếu kiểm thảo mình có nổi lửa vô minh chăng, có nhận chân tu hành chăng, có hành Bồ Tát đạo chăng, có gieo trồng căn lành chăng. Những vấn đề đó mỗi ngày đều phải phản tỉnh một lần. Mỗi ngày phải quan sát thần miệng ý ba nghiệp của mình có tạo tội lỗi chăng, nếu không thì đến thuở vị lai cũng tu chẳng thành công. Người tu hành phải hành đạo Bồ Tát, đối tốt với người chứ chẳng phải dạy người đối tốt với mình. Tôi thường nói với các vị rằng phải làm lợi ích cho kẻ khác, dù có bị mắng cũng tốt, không thể lợi ích kẻ khác thì dù có người đảnh lễ bạn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Do đó người tu hành nhất định phải lợi người thì mới hợp với mục đích ban đầu Đức Phật nói pháp. Do đó phải luôn luôn quán sát sức hành Bồ Tát đạo của mình có liên tục chăng. Phật tử, nếu các Bồ Tát hành 10 pháp này thì gọi là trụ không phóng dật. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật, hết thảy tất cả Bồ Tát nếu chân thật tu hành 10 pháp này
thì trụ nơi cảnh giới không phóng dật, cho nên gọi là trụ không phóng dật. Phật tử, Đại Bồ Tát trụ không phóng dật, đắc được 10 thứ thanh tịnh. Những gì là 10? Một là làm đúng như lời nói, hai là niệm trí thành tựu, ba là trụ nơi định sâu, chẳng hôn trầm, chẳng trạo cử, bốn là ưa cầu Phật Pháp, chẳng có giải đãi ngừng nghỉ, năm là theo Pháp đã nghe như lý quán sát, đầy đủ sinh ra trí huệ xảo diệu, sáu là vào sâu thiền định, được thần thông của Phật, bảy là tâm được bình đẳng, chẳng có cao thấp, tám là nơi các chúng sinh, thượng trung hạ, tâm chẳng chứng hạ, như đại địa lợi ích hết thảy, chín là nếu thấy chúng sinh, cho đến một khi phát tâm bồ đề, thì tôn trọng thừa sự như là hòa thượng. Mười là đối với thọ giới hòa thượng, A Xà Lê, tất cả bồ tát, các thiện trí thức và pháp sư, thường sinh tâm tôn trọng thừa sự cúng dường. Bồ tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Đại bồ tát trong bồ tát tu hành trụ nơi chẳng phóng dật rồi, sẽ đắc được 10 pháp thành tịnh. Những gì là 10? Một, làm theo lời nói. Bồ Tát bất cứ tu pháp môn gì cũng đều y pháp tu hành, chẳng đi ngược lại với đạo, tức cũng là tuyệt đối chẳng phóng dật, chẳng đi ngược lại giáo pháp. 2. Niệm trí thành tựu. Một niệm phát tâm bồ đề ban đầu sẽ thành tựu nhất thiết chủng trí. 3. Trụ nơi định sâu, chẳng hôn trầm, chẳng trạo cử, thanh tịnh không nhiễm, thì thường ở trong định, do đó na già thường tại định, chẳng lúc nào mà không định. Nếu thường hay ở trong định thì cũng chẳng hôn trầm, cũng chẳng trạo cử, cũng chẳng tham chấp trước, cũng chẳng khởi vọng tưởng, rõ ràng sáng suốt, tâm trong như nước, sáng suốt như gương. Đây tức là cảnh giới định sâu. Pháp giới tức là ta, ta tức là pháp giới, hợp mà làm một, đây là vào định sâu. Khi đến được trình độ này thì sự việc gì trong pháp giới đều tự nhiên biết được. 4. Ưa cầu Phật Pháp, chẳng có giải đãi ngược nghỉ. Bồ Tát hoan hỷ cầu tất cả Phật Pháp, tinh tấn lại tinh tấn, học tập lại học tập, vĩnh viễn chẳng giải đãi, chẳng ngừng nghỉ. 5. Theo Pháp đã nghe như lý quán sát, đầy đủ sinh ra trí huệ xảo diệu. Bồ Tát bất luận nghe Pháp ở đâu, đều dùng lý trí để quán sát, để phân tích. Lý trí giống như gương, bất cứ là vật gì đều chiếu hiện ra rõ ràng. Do đó, vật đến bóng hiện, vật đi bóng lặng, có thể hoàn toàn đầy đủ sinh ra diệu trí huệ, không thể nghĩ bàn. 6. Vào sâu thiền định, đắc được thần thông của Phật, tĩnh tọa đến cực điểm, thì trí huệ quang minh sẽ thông đạt, tức cũng là vào sâu thiền định, lúc đó mạch máu của hành giả ngừng lại, chứng được cảnh giới đệ nhất thiền, hoặc hơi thở ngừng lại, chứng được cảnh giới đệ nhị thiền, hoặc niệm lực ngừng lại, chứng được cảnh giới đệ tam thiền, hoặc tâm thức ngừng lại, chứng được cảnh giới đệ tứ thiền. Đây là hiện tượng vào sâu thiền định. Ở trong cảnh giới này giống như là người chết, song chẳng phải chết, chứng được cảnh giới tứ thiền vẫn còn là phàm phu chứ chẳng phải thánh nhân chứng quả. Điểm này mọi người phải chú ý, không thể hiểu lầm, phải dũng mãnh, tinh tấn, tiếp tục vào định sâu. Ngoại đạo thì nhập vào trời vô tưởng, chứng đạo thì nhập vào trời ngũ bất hoàn, lúc này mới là sơ quả A-la-hán hoặc thập trụ Bồ-Tát. Đến được cảnh giới này sẽ đắc được thần thông của Bồ-Tát.